Tiếp chapter 41 đến chapter 44, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình cho em xin 1000. Tiếp phần trước, chuyển cảnh đến tiên nữ nhai, Lâm Tiêu đang đi dạo cùng Tiêu Hồng Lăng, Tiêu Nhi, chúng ta cuối cùng cũng về nhà rồi, không cần phải sợ người khác bắt nạt nữa. Lâm Tiêu mỉm cười, tốt quá rồi sư tôn, nhưng trong lòng lại bất ổn, ta không sợ bị người khác bắt nạt, ta chỉ sợ ngươi điên cuồng hay thay đổi tình tiết. Diệp thần bị ngươi đánh trong một trận còn có thể chịu được đến hội võ ngũ mạch, nếu giống như tình tiết, phải mạnh mẽ đến khiêu chiến, hơn nữa, tu vi của ta đột phá một cách kỳ lạ tiên thiên đỉnh phong bán bộ kim đan còn có vô tướng kiếm ý quán đỉnh của sư tôn cái này nếu tỉ thí với diệp thần vừa bước vào trúc cơ mình không nghĩ ra nên thua như thế nào tiêu hồng lăng quan sát lâm tiêu hình như ngươi không được vui cho lắm lâm tiêu vội giải thích không có không có sống sót sau tai nạn đồ nhi bây giờ vui mừng còn không kịp hôm nay cảm ơn sư tôn đã ra tay cứu giúp tiêu hồng lăng chất vấn thấy ngươi rõ ràng là trong lòng bất mãn nói thật đi có phải cảm thấy hôm nay vi sư làm chuyện dư thừa rồi đúng không ánh mắt lâm tiêu né tránh đồ nhi thật ra cảm thấy cũng tạm tiêu hồng lăng bực bội cái gì mà tạm ngươi cứ nói thật đi vi sư đảm bảo không trách ngươi đâu thật đấy lâm tiêu cuối cùng không nhịn được nữa không sai đồ nhi cảm thấy sư tôn hôm nay có chút thiên vị diệp thần của thiên đãng phong mặc dù không phải là người tốt gì nhưng hắn quả thật cũng không có ý làm hại đệ tử còn sư tôn thì sao không phân biệt trắng đen ở trước mặt nhiều trưởng lão và sư bá như vậy đánh hắn trọng thương như thế e rằng tình tiết tiếp theo sẽ không phải dù sao đồ nhi hy vọng sau này sư tôn bớt uống rượu lại một chút đừng có nhúng tay vào chuyện của tông môn nữa cầu xin người đấy trong lòng thì mừng phát khóc cuối cùng cũng nói ra được rồi lô la phản diện cũng biết nóng này đấy cho dù là một tác của sư tôn đánh mình tan thành mây khói mình cũng nhận sau đó cậu liền nghiến răng chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra lâm tiêu lén nhìn sao không có phản ứng gì vậy nhỉ tiêu hồng lăng lúc này đã bật khóc kiếp này của vi sư chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ người nào nhưng sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy được chứ lâm tiêu ấp úng sư tôn ta à, tiêu hồng lăng thất vọng quay người đi hôm nay chỉ là muốn bảo vệ tiêu nhi đây lẽ nào là có gì sai hay sao ngươi đi đi sư tôn không muốn gặp ngươi nữa rồi cô nhớ đến lời nói của tô mị ta thật sự cảm thấy không đáng cho ngươi tiêu hồng lăng vừa nãy ngươi hỏi hắn có phải là muốn một đời một kiếp hầu hạ ngươi hay không có lẽ ít nhiều cũng động tình rồi đúng không đáng tiếc hắn lại rõ ràng có chút do dự tiêu hồng lăng nhắm mắt lại duyên phận của ta và hắn chỉ dừng ở mức sơ đồ không có ảo ảnh cũng không chịu tổn thương bỗng lúc này lâm tiêu tiến đến ôm tiêu hồng lăng vào lòng cái gì mà hệ thống phản diện cái gì mà phi thăng thành tiên tình tiết sụp đổ cút hết qua một bên sư ân mênh mông làm người nếu như không biết lấy ơn báo đáp có khác biệt gì so với cá mặn muối ngày hôm đó người đã hỏi ta một câu đồ nhi đã có đáp án rồi đồ nhi nguyện một đời một kiếp ở bên cạnh sư tôn cho đến khi mãi mãi rời khỏi thế giới này tiêu hồng lăng nghe xong liền đỏ mặt tiểu tử khốn kiếp sao lại biết như vậy chứ lâm tiêu hoang mang ngài nghe đồ nhi nói chuyện rồi sao tiêu hồng lăng mỉm cười ta nghe thấy hết rồi lâm tiêu thấy nụ cười đó cũng hạ quyết tâm thì ra sư tôn cười lên lại xinh đẹp đến như vậy trước khi ta rời khỏi thế giới này ta sẽ không để sư tôn rơi nước mắt chuyển cảnh đến bên trong động phủ liên hoa tiêu hồng lăng vừa uống rượu vừa nói tiêu nhi sư tôn còn có một chuyện quan trọng muốn bàn giao với người liên quan đến hội võ ngũ mạch tiếp theo làm thế nào để ngươi đại sát tứ phương làm chấn động tu chân giới của đông vực lâm tiêu thẩm nghĩ đậu xanh đạo diễn nữ nhân này lại bắt đầu thay đổi kịch bản nữa rồi tiêu hồng lăng nghiêm túc vi sư hỏi ngươi ngươi có muốn trở thành một cường giả thật sự không lâm tiêu thẳng thắng không muốn tiêu hồng lăng lập tức khó chịu lâm tiêu đành sửa lại đồ nhi tư chất bình thường cả đời này cũng khó mà tu thành đại quả cho nên chỉ muốn ở cùng với sư tôn và ba vị sư muội trong những năm còn sống tiêu hồng lăng nghe vậy mới bỏ qua được rồi vi sư hiểu được tâm tư của ngươi rồi ngươi có thể nghĩ như vậy vi sư thật sự cảm thấy rất cảm động rồi cô đưa tay nâng cầm lâm tiêu nhưng mà nếu như sư tôn nói với ngươi ta có cách để ngươi thoát hài hoàn cốt có thể ở bên cạnh vi sư và ba vị sư muội lâu dài hơn thì sao cách này có thể sư tôn sẽ vì vậy mà bỏ ra một vài cái giá nhỏ lâm tiêu toát mồ hôi đúng vậy trong nguyên tắc đã từng nhắc qua nữ nhân này chính là kiếm đế chuyển thế của thượng giới thái âm nói ra lời này nói không chừng thật sự sẽ cho mình một cải tạo lớn nhưng mà đồ nhi nhà ngươi rõ ràng cách thành tiên chỉ còn một bước thật sự không cần đâu cậu liền nắm tay tiêu hồng lăng sư tôn chuyện này chi bằng sau hãy nói đồ nhi bây giờ muốn làm một việc tiêu hồng lăng nhận ra ý đồ đừng hòng né tránh vi sư ngươi trả lời trước đi lâm tiêu liền lấy ra bảo vật thu hút được sự chú ý của tiêu hồng lăng không sai đây chính là một trong tiên những vô cùng quý giá kính hoa thanh nhưỡng hôm nay hãy để đồ nhi uống với người thoải mái tiêu hồng lăng vui vẻ âu yếm bình rượu tuyệt vời đồ nhi tốt những năm nay vi sư không thương ngươi vô ích rồi chuyển cảnh đến tiền kiếp theo đúng nguyên tắc tại sân thí luyện của võ thuật ngũ mạch lâm tiêu đang đối đầu với diệp thần hắn ta mỉa mai đừng răng dụ nữa ngươi chính là đánh không lại được ta lâm tiêu lập tức lấy ra tuyệt thiên hắc liên xông đến diệp thần ngươi đi chết đi diệp thần ngạc nhiên cái gì cùng lúc đó tiêu hồng lăng xuất hiện ngăn cản tiêu nhi sao con dám lấy trộm tuyệt thiên hắc liên thật là khiến vi sư rất là thất vọng về con lâm tiêu vội cảnh báo sư tôn tên diệp thần đó đừng tin hắn diệp thần bật cười không tin ta lẽ nào lại tin cái tên trộm tuyệt thiên hắc liên như ngươi hà Hám hại tiểu đệ tông môn mọi người đều nhìn thấy rồi chứ là hắn ta ra tay động thủ trước tiêu hồng lăng ra lệnh còn không mau đưa hắn đi giam hắn ở hang núi để suy nghĩ lại lâm tiêu ra sức níu kéo sư tôn chuyển cảnh đến hang núi tiêu hồng lăng lo lắng cứ cho là đặc xá miễn tội cho tiêu nhi không biết là tiêu nhi ở hang núi có kiểm điểm tốt bản thân của mình hay không nữa nhưng khi cô vừa bước vào lâm tiêu đã tự sát chuyển cảnh đến hiện tại tiêu hồng lăng liên tục gọi lâm tiêu lâm tiêu trả lời đồ nhi ở đây tiêu hồng lăng nức nở tiêu nhi lần này vi sư tuyệt đối chưa nói xong cô lại thiếp đi lâm tiêu thầm nghĩ may mắn là sư tôn chính là một người nghiện rượu thuần chất chỉ cần cho sư tôn uống rượu tất cả mọi thứ ném đi hết lên tận chín tầng mây rượu lên men được hệ thống khen thưởng thật sự rất hữu dụng rồi cậu bày ra vẻ mặt biến thái bây giờ sư phụ say rồi nhất định phải làm một chuyện xấu mới được nếu không sẽ phải tiếc thân phận phản diện của mình rồi cậu lấy tuyệt thiên hắc lên khỏi người tiêu hồng lăng hệ thống ca muối thông báo thu được đạo cụ quan trọng tuyệt thiên hắc liên lâm tiêu đắc ý đạo cụ tuyệt thiên hắc liên cái chết tiếp theo thật không ngờ có thể dễ dàng lấy được nó làn sóng này vẫn luôn luôn ổn định dựa theo nguyên tắc của cốt truyện trước khi đại hội ngũ mạch diễn ra mình vì đè bẹp diệp thần đầu óc mê muội ở sâu trong động liên hoa của sư tôn ăn cắp đi pháp bảo cấm kỵ của đỉnh thần loan tuyệt thiên hắc liên cũng vì lần này sư tôn thất vọng về mình cực lớn nhốt mình vào sâu hang đá để suy ngẫm đợi đã có một việc mình đã nhịn rất lâu rồi nhưng lúc này làm một chuyện cho thoải mái cậu liền đưa tay ra véo má tiêu hồng lăng dễ chịu ghê mềm thật cảm giác này hài lòng rồi cậu hôn lên má tiêu hồng lăng sư tôn ngủ ngon nha sau khi lâm tiêu rời đi tiêu hồng lăng liền mở mắt tiểu tử thối sao thằng bé có thể thuần thục như vậy chứ lúc này nguyệt cơ hiện ra trời ơi hồng lăng tính toán của con quá là chuẩn xác rồi đệ tử ngu ngốc của con đúng thật sự là đã trộm pháp bảo tiêu hồng lăng chất vấn nguyệt cơ tiền bối việc bản tọa nhiều người đã làm ổn chưa nguyệt cơ mỉm cười yên tâm đi người đẹp tuyệt thiên hắc liên đã bị ta đổi lại thành ma khí hung thần, bây giờ nó đã biến thành một vũ khí ma thuật cấp thiên giai thực sự. Cửu U Thanh Liên, bây giờ đệ tử đó của con có thể yên tâm mà sử dụng nó." Rồi cô ta dò hỏi, "Trong đầu của Hồng Lăng con, có phải là Điềm báo thiên đạo báo mộng không, hoặc là con hóa thân thành kiếm, thành công xuyên qua thời gian dài, nhìn trộm được một chút tương lai sao?" Tiêu Hồng Lăng nói, "Chỉ là nhìn trộm một chút thôi, còn lâu mới đủ. Nguyệt Cơ tiền bối, người từng nói Diệp Thần chính là người mang gánh nặng khí vận chi nhân, nếu như muốn loại bỏ hắn ta, bắt buộc phải hút cạn khô đi khí vận của hắn ta đúng không? Nguyệt Cơ ngẫm nghĩ, đúng, nhưng mà trước mắt có một số sự chuyển biến, không cần thiết phải phiền như vậy, nói thế nào nhỉ? Điều này phải bắt đầu từ đệ tử của con, khi cậu ta bước vào, ta ngửi trên người của cậu ta có kim sắc khí vận trên thượng giới, ta đoán là, Tiêu Hồng Lăng ngạc nhiên, cái gì? Ý người nói là, đệ tử của con cũng đến từ thượng giới mang khí vận chi từ sao? Nguyệt Cơ mỉm cười, không, cậu ấy chẳng qua là một người bình thường mà thôi, nhưng với sự cống hiến thầm lặng, Lâm Tiêu không chỉ bắt đầu đảo ngược vòng đời của mình đồng thời phản công mạnh mẽ lại thiên mệnh chi tử. Chuyển cảnh đến quá khứ, tại vườn thánh thú, Lục Anh Anh lúc này mới chỉ 8 tuổi, cô nức nở đọc từng câu, kích hoạt pháp thuật, thu phục linh thú, âm, âm dương bát cực, thần nghi lục tượng. Linh thú hung dữ lao đến, Lục Anh Anh liền sợ hãi ngã về phía sau. Lúc này, Lâm Tiêu lập tức xuất hiện chém đứt đầu linh thú, tiểu sư muội thật vô dụng, vẫn phải xem huynh đây, ngươi vẫn không có tư cách để đối chiến với quái vật mạnh thế này, ngoan ngoãn lùi xuống đi, bằng không sẽ không còn quả ngọt mà ăn đâu. Sư phụ của Lục Anh Anh thất vọng rời đi, thật nhút nhát, con không thích hợp làm danh ngự thú sư đầu. Lục anh anh cầu xin sư phụ đại nhân, người đừng vứt bỏ con, con vẫn còn muốn báo thù cho cha mẹ, con muốn giết những con quái thú đã hại cha mẹ con. chuyển cảnh đến tối, lục anh anh nghe thấy tiếng động liền ra ngoài xem, thì thấy có một linh thú nằm ngay trước cửa, đó là con quái thú giết cha mẹ, là ai giết vậy? phía xa là lâm tiêu đang âm thầm rời đi. chuyển cảnh đến thực tại, lục anh anh mỉm cười, lúc đó ta đã từng rất yếu đuối, bây giờ ta có thể chỉ huy một con quái vật cấp cao như vậy, tất cả cũng là may mắn nhờ đại sư huynh lúc này có một bàn tay ôm lấy hông lục anh anh đại sư huynh huynh đến rồi lâm tiêu hụt hẫng thật nhạt nhẽo sao muội biết là ta lục anh anh mỉm cười bởi vì hơi thở của đại sư huynh mùi hương anh anh đều quen thuộc hết rồi lâm tiêu khen được thôi muội thật lợi hại thầm nghĩ đúng rồi đây là tứ muội muội ngây thơ đáng yêu ngày đó đã khống chế vạn thú đè bẹp thanh lam tông xuống đất như là một con sâu lục anh anh áp sát người lâm tiêu đúng rồi đại sư huynh anh anh có một món quà to muốn tặng cho huynh rồi cô dẫn lâm tiêu tới một đỉnh núi Lâm Tiêu thắc mắc, anh anh, còn bao xa nữa vậy? Lục Anh Anh nói, đến rồi, là ở đây này, huynh mau xem, trên trời có gì. Lâm Tiêu tháo bịt mắt ra và nhìn lên, đây là, đây là phượng hoàn lữ bảy màu, thầm nghĩ, đây là một loại linh thú cổ xưa bẩm sinh cực kỳ hiếm thấy ở vùng đất rộng lớn này. Chẳng trách trong sách nguyên tác đều ám chỉ rằng, chính tiểu lo ly khiêm tốn này mới thực sự có thể hủy diệt thế giới. Lục Anh Anh nhìn Lâm Tiêu chiều mến, đại sư huynh, huynh có thích món quà mà anh anh tặng không? Lâm Tiêu thắc mắc, tại sao lại tặng ta những con vật này? lục anh anh vui vẻ trả lời đại sư huynh chẳng lẽ huynh quên rồi sao anh anh đã từng hỏi huynh huynh thích linh thú nào nhất anh anh sẽ bắt nó tặng cho huynh đại sư huynh nói thích thứ mà trên thế giới này khó tìm nhất thế là anh anh liền nghĩ đến phượng hoàng lửa bảy màu này mặc dù không chắc đại sư huynh thích nhưng dù sao đây cũng là thứ hiếm có lâm tiêu trở nên khó xử thật ra lúc đó là mình muốn quay về địa cầu cùng với gia đình xung họp thật không ngờ chỉ vài câu nói tùy tiện cô ấy lại bận lòng suốt chừng mấy năm nay lục anh anh ngại ngùng hỏi đại sư huynh sao huynh không nói gì hết vậy là là không thích thứ này sao? Xin lỗi đại sư huynh, anh anh ngốc quá, đại sư huynh từ trước đến nay không có hứng thú với linh thú, làm sao có thể thích mấy con phượng hoàng này. Lâm Tiêu lập tức ôm lấy Lục Anh Anh, "Đừng nói ngốc nữa, đại sư huynh sao có thể không thích được chứ? Cảm ơn muội." Lục Anh Anh ngậm ngùi một lúc rồi nhảy lên người Lâm Tiêu, "Anh anh cũng thích đại sư huynh." Lâm Tiêu bị bất ngờ liền té về phía sau, Lục Anh Anh không ngần ngại hôn lên môi Lâm Tiêu. "Cậu hoảng loạn, mẹ ơi, nụ hôn đầu của ngày hôm nay không còn nữa, nha đầu này, lợi hại thế." Đây có phải là em gái nhỏ ngây thơ của mình không? Mình xấu hổ vì làm nhân vật phản diện. Hệ thống cá muối thông báo, trạng thái ký chủ chuẩn bị sập, mau mau quay lại nhân vật phản diện của nguyên tác. Lâm Tiêu nhanh chóng xoay chuyển tình thế, quên đi, không quản nữa, nàng là người đầu tiên lộ kiếm, ta với tư cách một tên phản diện dâm đãng và khốn nạn, sao có thể tỏ ra yếu đuối được. "Rồi cậu nói với Lục Anh Anh, tiểu sư muội, miệng có bản lĩnh cũng rất lợi hại đấy, nhưng vẫn còn kém xa ta nhiều, tiếp sau đây, đừng động đậy, giao cho đại sư huynh đi." Lục Anh Anh cười khúc khích, lại muốn cho anh anh nước trái cây ngon nữa à? đại sư huynh mấy năm nay toàn nói lời giống nhau không mệt sao lâm tiêu đỏ mặt chết tiệt mình cũng không muốn lâm tiêu trong nguyên tắc chính là một nhân vật đeo mặt nạ háo sắc thù hận lục anh anh nhẹ nhàng nhưng mà không sao đại sư huynh bất luận trong dáng vẻ gì anh anh đều thích bỗng lâm tiêu phát hiện điều bất thường cái quỷ gì vậy muội tên của muội một luồng sáng bảy màu bay ngang qua rồi lao thẳng xuống một vách núi lục anh anh ngạc nhiên đó không phải là thanh lam lục thánh nơi thái thương sơn đang cư trú sao lâm tiêu nghe vậy cũng sốc ngang chuyển cảnh đến thái thương sơn tại đỉnh thanh lam tông người dâu tóc bạc trắng này là kiếm thánh thái vũ chân quân của đỉnh thanh lam tiên tông lúc này có người đến báo cáo xin chân nhân thứ tội thiên đạo vẫn chưa trả lời cho lời cầu nguyện thất tinh cầu mệnh đã thất bại rồi thái vũ chân quân ân cần bỏ đi ý trời không thể làm trái số kiếp đã đúng như vậy võ thuật ngũ mạch sắp bắt đầu rồi thanh niên ưu tú đạt giải nhất lần này chính là người được trời chọn đến lúc đó bảo cậu ta đến thái thương sơn gặp ta ta muốn truyền lại cho cậu ấy bí truyền thanh lam kiếm pháp để chống lại sự đe dọa của ma môn giúp thanh lam tiên tông của ta loại bỏ đi số kiếp ấy đây cũng là di nguyện của lão phu vào cuối đời vì các chư vị làm một chuyện cuối cùng người kia nói đại tử đã hiểu mong chân nhân yên tâm thái vũ chân quân hỏi vị tiêu thủ tọa cô ấy đã ra ngoài hay chưa một người trả lời hình như không có kế hoạch đi ngao du chân nhân yên tâm tiêu thủ tọa dạo gần đây đều vì đại đệ tử lâm tiêu chỉ dạy luyện tập thái vũ chân nhân hài lòng như vậy cũng rất là tốt nghe kỹ đây đợi đến lúc ta tạo hóa sau nếu như trong vực thẩm bàn long ấy tà ma phá vỡ phong ấn đám người đồng thanh tất cả đều làm theo hướng dẫn duy nhất của tiêu thủ tọa thái vũ chân nhân nhắc nhở vị tiêu thủ tọa này chính là trời ban cho thanh lam tiên tông ta cô ấy mới chính là át chủ bài cuối cùng chuyển cảnh đến phía lâm tiêu cậu lo lắng quan sát luồng sáng thì ra là như vậy tầm nhìn đó là thất tinh kỳ mệnh trận mình xém chút nữa quên đi tình tiết vở kịch này rồi dựa trên cốt truyện của tác phẩm gốc trước thềm đại hội võ thuật ngũ mạch là tập hợp sức mạnh của tất cả trưởng lão sử dụng phương pháp cổ xưa bị cấm của thanh lam thất tinh kỳ mệnh trận người đứng đầu lục thánh của thanh lam sắp tới sẽ bị áp đảo gục ngã kéo dài tuổi thọ thái vũ chân quân vị thái vũ chân quân này một tay kiếm đạo thống trị cửu châu chính là bậc thầy kiếm thuật nhân tộc nga năm khó gặp toàn bộ thanh lam tông này ông ta cũng là người duy nhất có thể áp đảo tiêu hồng lăng vị thái âm kiếm đế chuyển sinh vị thái vũ chân quân này nguyên nhân mất trước thời hạn cũng là vì ông ấy quanh năm đều tiêu hao căn nguyên phong ấn chấn con boss ở tông môn tiên âm huyết ma không ngờ cốt truyện lại sụp đổ như thế này nhưng phần này lại không hề thay đổi chút nào thất tinh kỳ mệnh trận vẫn là thất bại căn cứ vào nguyên tắc vị thái vũ chân quân này sẽ triệu tập quán quân của cuộc thi võ thuật ngũ mạch cũng chính là diệp thần người mới vào tông môn vẻn vẹn có hai tháng không chỉ dẫn dắt hắn đến vùng cấm địa thánh thú vực sâu bản long tìm thanh kiếm ma thuật thanh lam ở vực sâu bản long này diệp thần sẽ lấy được kim thủ chỉ lần thứ hai đến từ người đẹp nguyệt cơ bỗng lâm tiêu nhận ra bất thường đợi đã thanh lam kiếm pháp đó là gì hệ thống ép buộc mình một cách vô duyên vô cớ tên diệp thần ấy làm thế nào để chống lại ma môn thanh lam tông sẽ không đối diện trước cảnh thảm khốc phải không lục anh anh lo lắng hỏi sao vậy đại sư huynh sắc mặt của huynh có chút tệ đại sư huynh đừng có lo lắng gì cả đã có anh anh ở đây rồi anh anh bảo vệ sư huynh Lâm Tiêu cắn răng, đừng lừa bản thân nữa, mày biết rõ hơn ai mà đúng không, bọn họ là thực sự tồn tại, chỉ có mày quen thuộc kịch bản mới có thể đánh bại yêu ma, bảo vệ bọn họ. Rồi cậu xoa đầu Lục Anh Anh, đại sư huynh cũng sẽ bảo vệ anh anh. Chuyển cảnh đến phía Diệp Thần, hắn ta đang tự mình băng bó vết thương, Tiêu Hồng Lăng lão nữ nhân này, dám cả gan ức hiếp ta đến như vậy, đợi sau khi bổn thái tử vùng dậy, nhất định đem nữ nhân này, còn có nội tạng của Lâm Tiêu, lóc ra, chém từng đoạn cơ thể, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thạch lão thở dài, Tiểu Hữu, lão phu từ sớm lúc trên núi đã thuyết phục cậu rời khỏi đây, nếu như cậu lúc đó nghe lời khuyên của lão phu, rời bỏ Thanh Lam Tông, lúc này đại khí vận tăng lên như thường rồi, lẽ nào cậu không nhận ra, cậu ở Thanh Lam Tông tất cả nữ nhân mà cậu gặp được, bọn họ đều vắt óc suy nghĩ để giết cậu, thay vì căn hận Lâm Tiêu, thì hãy tự bảo vệ mệnh bản thân thì hơn. Diệp Thần cố chấp, đủ rồi đấy, Thạch lão, sự việc đã đến như vậy rồi, ông nói những điều như vậy còn có ích gì, chẳng qua chỉ là muốn chê cười bản thế tử một phen mà thôi. Thạch lão bất lực, tiểu ma đầu, cậu đang nghĩ gì vậy hả? lão phu nói rõ như ban ngày không cần phải thăm dò ta đâu tin tưởng cậu một lần cuối giúp cậu đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu võ thuật ngũ mạch tuy rằng lâm tiêu là kiếm thể vô thượng hiếm có sau lưng có thái âm kiếm thể phi thường nhưng trong mắt lão phu mà nói cũng chỉ là tầm thường mà thôi thầm nghĩ lần trước ship bị người phụ nữ đó bắt được chỉ là mình chưa kịp khoe khoang mà thôi nhưng chuyện này cũng không cần nói cho cậu ta biết kẻo cậu ta lại hành động bốc đồng diệp thần nghe xong liền bật cười tốt quá rồi lão hữu ông quả nhiên là có cách mà bỗng bên ngoài có tiếng động khiến diệp thần cảnh giác thạch lão nhắc nhở cậu hãy xem lại dáng vẻ của bản thân đi vẫn còn vương thế tử hăng hái như năm đó không đó là những gì lão phu nói cậu tự cầu phúc đi diệp thần hoang mang thạch lão ông đi đâu vậy ông đừng nói là bỏ rơi tôi đấy nhé không thấy phản hồi diệp thần bắt đầu lo sợ thạch lão ta biết mình sai rồi sở dĩ ông chỉ còn lại một phần linh hồn là vì ông chắc chắn đã bị ai đó hãm hại khi sống ở hạ giới chờ ta diệp thần giác ngộ ta nhất định sẽ để cho hắn phải trả giá ta sẽ vì ngươi tái tạo lại linh hồn và thể xác thạch lão lên tiếng thế tử cậu mỗi lần đều đáp lại lời nói của lão phu nhưng mỗi lần cậu đều làm bậy không phải sao cậu khiến lão phu tin tưởng cậu thế nào diệp thần run rẩy không lần này sẽ khác thạch lão lần này ta thật sự biết sai rồi chỉ cần ông giúp ta trị liệu vết thương trên võ thuật ngũ mạch đạp tên lâm tiêu xuống dưới chân thu này đã báo ta lập tức rời khỏi thanh lam tông chỉ là không biết tình trạng vết thương của ta thế này ông thần thông quảng đại có cách nào giúp ta nguyện vọng này được không lúc này vệ dư bước vào đồ nhi ngoan là ta đây vì sư không yên tâm nên ghé qua đây xem vết thương của con đồ nhi à con chịu khổ rồi đều là vi sư vô dụng không bảo vệ tốt cho con diệp thần thầm nghĩ lão già này lại hóa vẻ người tốt sao sư tôn không cần phải tự trách đây chính là số mệnh đồ nhi chấp nhận chịu đựng trong lòng cười thầm cùng xem ông lão này mua loại thuốc gì trong hồ lô viên giật tỏ ra đau lòng đồ nhi con càng trở nên thông suốt sư tôn ta lại càng cảm thấy đau lòng diệp thần thẳng thắn sư tôn có việc gì cứ trực tiếp nói viên giật liền thay đổi thái độ xem ra con nghĩ thông rồi sao đồ nhi ngoan vi sư tiếp sau đây muốn làm nên sự nghiệp một phen sự nghiệp này cần con giúp đỡ cũng có thể nói cần con ở xa phía bắc muội muội của nữ hoàng nắm giữ 800.000 con ngựa tốt ở bắc xuyên sự trợ giúp của diệp huyên nhi điệp thần bất an sao ông ta biết mình có muội muội rốt cuộc ông ta là người thế nào vậy viên giật nhắc nhở tóm lại con lo dưỡng thương cho tốt vấn đề này ta sẽ thảo luận sau này với con nếu đứng vững về phía sư phụ chắc chắn khi xong việc con sẽ có vô số cơ hội và nguồn lực những ngày này con nhớ dành nhiều thời gian hơn cho muội muội mình và làm sâu sắc thêm mối quan hệ vi sư sẽ bảo đan phường gửi con một số lô thuốc diệp thần nói đa tạ ý tốt của vi sư chữa bệnh thì không cần lo đồ nhi chỉ hy vọng sư tôn đồng ý với con một việc một tháng sau khi đại hội ngũ mạch diễn ra đồ nhi muốn thỉnh vi sư cho phép con thay thế vị trí thiên đãng phong viên giật có chút ngạc nhiên đồ nhi à hiện giờ vết thương còn nghiêm trọng diệp thần kiên quyết sư tôn yên tâm ít nhất nửa tháng đồ nhi không chỉ khôi phục lại như trước mà còn có thể như cá chép vượt long môn đồ nhi tuyệt đối sẽ là người được chọn trong võ thuật ngũ mạch viên giật ngẫm nghĩ suy cho cùng đứa trẻ này từng là con hợp pháp của vua bắc xuyên hùng mạnh ở lục địa trung tâm cậu ta đã trốn thoát khỏi hoàng hậu đại châu và thành công trốn thoát đến đông vực có thể còn có quân cờ chưa lật ông ta liền khuyên bảo không phải sư phụ không tin con chỉ là lúc này ngươi đệ tử đứng đầu bổn mạch sư huynh trần phong của con đã thỉnh cầu vi sư cho ra trận diệp thần hạ quyết tâm hai nơi còn lại cũng bắt đầu tràn ngập người dự tuyển cho dù sư phụ tin tưởng con chỉ sợ sư huynh của con sẽ không hài lòng chuyện nhỏ này không cần thiết phải khiến vi sư khó xử nửa tháng sau sẽ mời trần phong sư huynh tỷ thí vũ đạo kiếm phân một cao một thấp mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình cho em xin 1.000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác, yêu mọi người, donate càng yêu.